Con gái nuôi Bình Tinh kêu oan khi bị đồn chiếm hết tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Bình Tinh phải lên tiếng thanh minh cho bản thân khi nhiều người cho rằng cô lấy hết tài sản mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại sau khi qua đời. Sau gần một tháng kể từ sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, người được xem là ngôi sao gạo cội trong làng cải lương tuồng cổ tại Việt Nam. Nhưng những câu chuyện ồn ào xoay quanh đó vẫn chưa hề kết thúc. Tối ngày 27 tháng 3, con gái nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, ca sĩ Bình Tinh lần nữa phải lên tiếng kêu cứu khi liên tục bị bịa đặt thông tin thất thiệt về việc thừa hưởng khối tài sản của cha nuôi để lại. Bình Tinh đăng tải những ảnh chụp màn hình đoạn video của các YouTuber với nội dung cắt ghép cao like bịa đặt cùng chú thích: "Trời đất ơi, tội nghiệp em quá mà, em không có một đồng mấy anh chị ơi." Trong chia sẻ của Bình Tinh, nhiều người thân, bạn bè và khán giả không khỏi cảm thán cho trường hợp của nữ ca sĩ. Họ để lại bình luận đồng cảm, ủng hộ Bình Tinh đối mặt với những lùm xùm đàm tiếu không hay, mặc kệ sự đời, bỏ ngoài tai những tin tức không vui để tiếp tục sống tốt và cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật. Trời ơi, thương quá, sao những người đó có thể nói vậy? Đúng là mệt mỏi với những thông tin thất thiệt này. Sao có thể ác mồm ác miệng như thế? Toàn mấy trò câu view, câu like, đúng là nghiệp quá mà. Trước đó, trong thời điểm diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Bình Tinh từng lên tiếng đính chính những vấn đề lùm xùm xoay quanh việc thừa kế tài sản của cha nuôi. Bình Tinh cho biết di chúc và cha nuôi để lại cho các con là tình yêu thương và cách làm nghề chân chính. Di chúc ba để lại cho con gái nuôi là giữ đạo đức, hát hay, diễn giỏi, luôn cố gắng. Tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi là duyên, là nghệ thuật. Mặc dù đã không ít lần lên tiếng, nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện rất nhiều video với nội dung bịa đặt cùng dòng tiêu đề câu view như: "Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại hết tài sản cho con nuôi Bình Tinh", "Gia đình bức xúc lên tiếng", "Hai tài sản Bình Tinh lấy hết". Điều này khiến không chỉ Bình Tinh tức giận mà đến khán giả cũng bức xúc thay cho cô. Được biết, Bình Tinh là một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Không chỉ được Vũ Linh truyền dạy nghề hát mà Bình Tinh còn thường xuyên bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cha nuôi những năm tháng cuối đời. Trong tang lễ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023, Bình Tinh đã đội khăn tang để cùng người thân đưa tiễn cố nghệ sĩ Vũ Linh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Một người thân thiết với gia đình Vũ Linh tiết lộ, thời gian qua Bình Tinh mất rất nhiều người thân, từ cha, mẹ, anh hai, dì, cậu và bây giờ là ba nuôi Vũ Linh. Bình Tinh chưa mãn tang mẹ, giờ đội thêm tang ba nuôi. Ai lâm vào cảnh như Bình Tinh đều không thể chịu đựng nổi. Hãy đặt bản thân vào vị trí của Bình Tinh và thương cho em ấy, đừng theo dệt bất kỳ điều gì.